Hello my friend, tiếp tục bài thứ hai. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những cái phím vật lý của nó. Cái bài đầu tiên thì các bạn đã xem qua cái cách để xác định cái nút nguồn ở đâu và cái hướng để làm cái nút nguồn rồi, đúng không? Đây giờ những cái lý thuyết thôi. Thì lý thuyết các bạn xem nó sẽ hơi chán một chút, nhưng mà nhờ những lý thuyết này nè, sau này các bạn từ một cái máy mà bất kỳ không cần biết model, các bạn cũng dựa vào những cái bước như vậy các bạn làm thôi, nó sẽ dễ dàng hơn là các bạn phải chờ đợi những cái solution, đúng không? Bây giờ tiếp tục bài thứ hai của chúng ta, thì chúng ta sẽ giả định là cái nút vô, nút gạt rung lên xuống đây, đúng không? Gạt rung lên xuống, cái nút này nó cũng thường hay lỗi lắm nè. Thì ở đây là một cái máy đang ok, đúng không? Chúng ta bây giờ mình sẽ trong cái clip mà thực hành á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để gài ban, và những cái ban mà mình hướng dẫn các bạn gài á, thường trong thực tế nó cũng y như vậy thôi. Thì mình cũng có kinh nghiệm làm với cái máy này nó nhiều rồi, cái này nó cũng đơn giản. Tại sao các bạn thấy là mình đặt mấy cái này ở bài 1, bài 2 không? Tại vì nó rất là đơn giản. Đơn giản nó chỉ có một đường duy nhất thôi. Sau này các bạn làm những cái ban khác thì nó cũng chỉ là một đường, hai đường, ba đường, bốn đường, 10 đường và n đường nó nhân lên thôi. Các bạn cũng một cách đo duy nhất như vậy thôi, đúng không? Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dở cái màn hình lên để chúng ta xem cái nút gạt rung của nó là nó nằm ở đây. Nút gạt rung nó nằm ở đây, đúng không? Thì cái này là trong cái clip mà hướng dẫn cài đặt á, các bạn cũng đã sorry các bạn, trong cái clip mà hướng dẫn tháo ráp á, các bạn cũng biết đã biết được cái nút gạt rung và nút volume lên xuống nó sẽ cùng chung với lại cái sợi dây này, và nó đi thẳng vào cái socket này, đúng không các bạn? Dở socket này ra. Rồi, trường hợp mà chúng ta thay socket không được rồi, chúng ta thay cái cọng dây này chúng ta gọi là bạc á, dây volume không được rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tiếp tục sửa trên main. Và trên cái socket này cái đường nào là cái đường rung, rồi cái đường nào là cái đường lên, đường nào đường xuống, thì bây giờ chúng ta sẽ mở schema ra và các bước để chúng ta tìm kiếm trong cái schematic của nó. Bây giờ mình sẽ mở cái tool sẽ đúp lên để tìm kiếm xem cái socket đó là socket gì. Đây, tôi sẽ mở nhấn tích đúp lên. Tùy theo vẹt xanh nha các bạn, ở thời điểm này 3.2, biết đâu khi mấy bạn mua thì nó là 4 chấm rồi. Tiếp tục mở Metrofit lên. Mở cả hai luôn các bạn. Đăng nhập. Chúng ta sẽ chọn model 506. Hôm bữa là chúng ta chọn AB rồi đúng không? Giờ chúng ta chọn 3.2 đi ha, để cho các bạn biết hơn về cái tool này. Đó là cái phần màn hình nó sẽ chia làm hai vậy thôi. Đây. Như vậy là cái socket rồi, socket này đúng không? Các bạn chỉ cần rê chuột vô đây là nó sẽ cho biết đây là socket gì, cái tên của socket đó, J0802. Bây giờ chúng ta sẽ mở thằng Blackfish lên. Chúng ta tiếp tục chọn model 506. Blackfish là phần mềm schematic. Còn ZDUP nó là phần mềm dò mạch. J0802. Các bạn search với từ khóa J0802. Nó nhảy đến cái socket liền các bạn không? Chúng ta phóng to ra. Đây, socket này nó có tất cả là ba cái chân có xài, còn lại những chân còn lại là những chân mát. Thì nó ba chân này các bạn thấy không, volume up, volume down, thì như vậy là cái chân còn lại nó chính là cái chân gạt rung. Thì cái chân gạt rung ở đây nó đã sẽ đặt tên là ringer, chân số 5. Đây, tiếp tục các bạn sẽ mở hàng giấy đắp lên, các bạn phóng to ra. Còn cần phóng to ra bắt đầu nó xuất hiện cái chân này, các bạn thấy chưa? Nó các bạn nhấn vô chân số 5 để xem cái chân này nó sẽ đi đâu. Các bạn xem khi mà nhấn vào nó sẽ hiện lên những chấm đỏ, thì cái chấm đỏ chính là những cái điểm kết nối của nó. Phóng to ra. Đây, phải không? Nó sẽ đi qua DZ và FL này. Thì thường là DZ này nó sẽ nối xuống mát. Đây. Mát này lấy mát của anten các bạn. Rồi tiếp tục, các bạn nhấn vào cái chân bên này của cục dây nè để xem nó đi vào đâu tiếp ha. Nhấn vào đây. Rồi, nó có đi qua một con tụ này. Và nếu như các bạn không có tìm ra được những cái điểm mà đỏ, nghĩa là nó nhỏ quá đó, các bạn không tìm ra được đó, thì các bạn có thể nhấn xuống đây nè. Và nhấn xuống một cái, nó sẽ cho các bạn biết là đây là những cái chân này đi đâu không. Đó, nó đi qua R này, nó đi qua U này, rồi nó đi qua những cái chân của U này. Và cái đặc điểm thứ hai nữa là những cái con IC nào mà nó sáng lên, các bạn là thường là cái chân nó sẽ đi qua những cái IC đó. Phóng nhỏ lên không, nó sẽ đi qua thêm CPU nữa. Bây giờ chúng ta sẽ mở qua phần mềm Blackfish để chúng ta xem hàng giấy tích nó đúng không. Đấy bạn thấy không? Button Ringer. Thì khi mà nó đi vào cái socket, nó đi qua cụm dây ấy, nó có thêm một cái chữ con này.
Đây, con này và nó khi đi qua cụ dây á, để vào CPU với xuyên nguồn á, bắt đầu nó sẽ bỏ cái chữ đó đi, các bạn thấy chưa? Rồi, và trên đường đi của nó sẽ đi vào con DZ này, nó xuống mát, nó đi vào con tụ này, nó xuống mát. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ search tiếp cái từ khóa này coi coi nó có đi vào đúng con IC nguồn mà nó có đi vào đúng cái con CPU mà nó lúc nãy cái đúp nó cho chúng ta thấy không? Mình cho anh chơi. Mình cho anh vơi trên này. Đây, một chân nó đi vào con U0201 các bạn thấy không? Nè. U0201 rồi chính xác. Ngoài search thêm một cái nữa. Đây, nó đi tiếp vào con U1202. Đây, U202. Đó các bạn thấy không? Như vậy là ở những cái video clip này nè, các bạn học đi học lại cũng chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó là khi mà các bạn gặp một cái lỗi và các bạn sẽ biết cách xem cái lỗi nó xuất phát từ đâu. Ví dụ như cái lỗi này là lỗi nút vẹt rung. Chúng ta biết được cái nút vẹt rung nó gắn vào socket này và chúng ta biết được cái cách từ cái socket này, socket này tên gì, chúng ta mở qua schematic để chúng ta kiếm cái tên của socket đó. Rồi chúng ta biết được cái chân số máy là cái chân quản lý rung, sau đó chúng ta mở qua hàng giác đúp lại để chúng ta nhấn vào cái chân đó. Rồi và chúng ta xem nó đi đâu và chúng ta làm. Thì khi mà qua thực hành á, chúng ta sẽ đo tổng trở tại chân số 5 này. Nếu như mà mất trở thì chúng ta đo trực tiếp tại đây. Nếu như tại đây mà có trở, mà socket mất trở có nghĩa là nó đứt từ đây qua đây, các bạn phải câu một cọng dây từ đây qua đây, đúng không? Các bạn đo tại đây mà mất trở, đo tại đây mà mất trở, sau đó các bạn tiếp tục đo qua cái chân của cuộn dây này mà có trở thì có nghĩa là nó chỉ bị đứt cái cuộn dây này thôi, các bạn chỉ việc lem chì là xong. Nếu như các bạn đo tại đây mất trở, tại đây mất trở và tại bên này mất trở luôn là thường nó sẽ bị đứt thẳng vào IC nguồn hoặc CPU. Lúc đó các bạn sẽ phải dỡ IC nguồn hoặc CPU lên để câu cuộn dây ra, thì cái đó là đạt đến cái kỹ năng cao rồi. Ở chúng ta căn bản chúng ta chưa cần phải làm điều đó, chúng ta chỉ cần biết xác định được nó đứt từ đâu, đứt từ đây qua đây hoặc đứt từ đây qua đây để chúng ta làm thôi. Rồi như vậy mình sẽ dừng cái clip này các bạn ha, để tiếp tục nếu như bạn muốn hiểu rõ hơn nữa chúng bạn vào xem thực hành đó, nó dễ hiểu lắm.